Xuân Mỹ Vlog xin kính chào quý khán giả xa gần. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video hôm nay thì Xuân Mỹ tiếp tục thông tin về show diễn 6 tháng 8 tới và xa xa là tiếng hát của cậu Út Gò Công. Bài hát về dưới mái nhà nha cả nhà. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin mượn màn hình của cái poster show diễn ngày 6 tháng 8 tới và để cho mọi người cùng cùng xem nè. Đó. Cả nhà. Và đây. Chiều nay thì trên kênh Hồ Văn Cường Official nè. Bài hát về dưới mái nhà nó đã 985.573 lượt xem. Như vậy là còn có 14.500 nữa thôi. 14.500 nữa thì sẽ đạt 1.000.000 view nha cả nhà. Còn mười mấy ngàn thì chắc là chừng ngày mai ngày mốt gì là đạt rồi ha cả nhà. Và đây, Thanh Niên Cường. Thanh Niên Cường hát live ở tại sân khấu Ninh Bình. Đó. Cả nhà tiếp tục ủng hộ kênh Hồ Văn Cường Official nha. Hồ Văn Cường Official YouTube. Đó, viết in có dấu và đó cả nhà 985.573 lượt. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin mượn cái màn hình poster để chúng ta cùng nói chuyện về show diễn này ha cả nhà. Tiếp theo thì Xuân Mỹ xin đưa thông tin của trường Đại học Hoa Sen trước, bởi vì đây là ngôi trường mà cái cậu thanh niên idol của chúng ta đang theo học. Xuân Mỹ xin điểm tin này xong rồi Xuân Mỹ sẽ trở lại thông tin của show diễn nha cả nhà. Trên trang Đại học Hoa Sen thì Xuân Mỹ xin mời cả nhà cùng xem lại cái show diễn thời trang của các bạn sinh viên một chút xíu. Cái này là hoàn toàn thiết kế từ các bạn sinh viên của trường Đại học Hoa Sen nha cả nhà. Đây là những mẫu thiết kế thời trang do các bạn sinh viên năm cuối của trường Đại học Hoa Sen thiết kế để làm đồ án tốt nghiệp của mình cả nhà.
Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin trở lại cái poster Hồ Văn Cường show diễn ngày 6 tháng 8 để mình cùng trao đổi xíu nha cả nhà. Theo thông tin từ ban tổ chức thì hiện nay ban tổ chức vẫn còn đang bán vé ra và miền Bắc. Các cô chú anh chị miền Bắc thì liên hệ với chú Khôi, FC trưởng của miền Bắc nha cả nhà. Và miền Nam thì liên hệ với bạn Cẩm Tiên. Những cô chú anh chị nào mà không có sử dụng Facebook thì liên hệ với Xuân Mỹ ha. Thì FC miền Bắc ngày chiều ngày 5 tháng 8 sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi cùng ở khách sạn ở Bình Thạnh. Và khách sạn, tiền khách sạn thì FC sẽ sử dụng quỹ của FC trả nha cả nhà. Và sau show diễn 6 tháng 8 thì sẽ có ăn tối, và ăn tối thì được Mạnh Thường Quân tài trợ. Trước mắt là theo thông báo của FC là 10 triệu, còn lại nếu như mà thiếu á, thì mới thu thêm của những cái khán giả cùng dự ha. Rồi như vậy là cả nhà mình cùng có ăn đó thì đăng ký với các bạn trong FC ha cả nhà. Vẫn là quán ăn ở Cống Quỳnh hôm 9 tháng 7 chúng ta gặp nhau. Như vậy là quán ăn hôm 9 tháng 7 sẽ là nơi để gia đình xanh đột chuối gặp nhau vào tối 6 tháng 8 tiếp tục nha cả nhà. Đó, những chiếc vé nè, vé vẫn còn tiếp tục bán ra ha. Cả nhà mình ai chưa mua vé thì liên hệ đặt. Và đó, ai cần đặt vé với FC không có sử dụng Facebook thì liên lạc với Xuân Mỹ qua Zalo 0913136109 để đặt vé ha. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin nói về quan điểm của Xuân Mỹ. Mỗi chúng ta có cái từ, mỗi chúng ta là vì yêu Cường mà đến, vì yêu cái nhân vật đứng ở vị trí này đó, yêu cái cậu thanh niên này mới tụ chung về thành một gia đình xanh đột chuối, cùng dự những cái show diễn của con, ủng hộ con trên mọi nẻo đường, mọi nẻo đường ca hát của con. Cho nên là mình nếu đã nói thương thì mình nên sử dụng. Nói thì ai cũng nói được đúng không cả nhà, nói thì rất là dễ, nhưng mà làm đúng đúng nghĩa, đúng với những cái gì mà chúng ta nói thì nó khó lắm. Nó còn nhiều cái điều mà khách quan, chủ quan, rồi nhiều thứ lắm cả nhà. Nhưng mà quan điểm của Xuân Mỹ, một khi đã nói thương thì phải hết lòng, hết dạ, hết sức. Giống như là chúng ta hứa hẹn thề non hẹn biển yêu một ai đó thì chúng ta phải chung thủy chung, và chúng ta nghĩ về cái người mà chúng ta thương, chúng ta hành động, chúng ta nói về cái người mà chúng ta thương. Nếu mà chúng ta trước mặt người ta chúng ta nói chúng ta thương, nhưng mà sau lưng người ta chúng ta phản bội, chúng ta cặp kè với một anh người yêu khác, một anh khác, thì cái đó là chúng ta một dạ mà hai lòng nha cả nhà. Cho nên là với Xuân Mỹ thì phải, nếu đã nói yêu thương ai đó thì phải một dạ một lòng, từ suy nghĩ, hành động cho đến đó là từ lời nói, suy nghĩ, lời nói, hành động, và hành động phải hành động đúng. Xuân Mỹ cũng biết là dĩ nhiên trong gia đình xanh đột chuối chắc chắn sẽ có những cậu vàng, con lương, giả dạng
xanh đột chuối để có những cái điều, làm những cái điều, comment những lời, nói những lời khích bác, chia rẽ nội bộ, mâu thuẫn gây mâu thuẫn nội bộ để chia rẽ nội bộ của gia đình xanh đột chuối, làm cho gia đình xanh đột chuối yếu đi, tức là chia rẽ thì nó sẽ yếu sức, đoàn kết mới là sức mạnh nha cả nhà. Cho nên Xuân Mỹ đã xác định ngay từ đầu, Xuân Mỹ cũng nói chuyện với rất là nhiều cô chú anh chị khán giả trên kênh Xuân Mỹ cũng là fan xanh đột chuối, rằng một khi Xuân Mỹ đã xác định nắm tay cường thì sẽ không bao giờ buông tay nha cả nhà. Trên dù mọi cái hoàn cảnh nào, có thể sau này cường chuyển biến tâm lý hay là cuộc sống của cường có những cái thay đổi, nhưng mà một khi Xuân Mỹ xác định nắm tay cường, lên tiếng binh vực bảo vệ cường, là sẽ theo cường và sẽ làm mọi điều để bảo vệ uy tín danh dự cho cường, chứ không phải là nói trước mặt mọi người thì nói là nắm tay cường, nhưng sau lưng thì lại làm những cái điều ảnh hưởng uy tín, ảnh hưởng đến nó là tai tiếng, làm tai tiếng cho con, thì là Xuân Mỹ nhất định là không thể nào làm như vậy nha cả nhà. Và Xuân Mỹ cũng quan điểm của Xuân Mỹ là vậy, và Xuân Mỹ cũng thẳng thừng phê phán những ai một dạ mà hai lòng nha cả nhà. Miệng thì nói thương yêu cậu bé, nhưng mà sau lưng thì đi với đứa khác. Miệng thì hứa hẹn yêu đương một anh, nhưng mà sau lưng thì đi với một anh khác. Đó là một dạ hai lòng, không thể nào như vậy nha cả nhà. Cho nên là Xuân Mỹ rất mong mọi người chúng ta hãy vì, nếu đã nói là vì yêu cường mà đến, vì thương thằng bé mà đến, thì hãy một dạ một lòng để cho gia đình xanh đột chuối vui vẻ, trong sạch. Đừng có để là thằng bé phải khó xử khi quay lưng ngoảnh mặt với một ai đó. Thật sự chỉ nói yêu nó bằng cái cửa miệng, chứ thật sự hành động thì không phải là thật sự yêu nó. Thì Xuân Mỹ xin nói quan điểm của mình như vậy. Show diễn 6 tháng 8 chỉ còn có hôm nay, hết hôm nay thì chỉ còn có 4 ngày nữa thôi là đã tới rồi. Là nếu mà tính luôn ngày thứ bảy thì coi như là 4 ngày rưỡi thì sẽ tới. Cho nên là tất cả chúng ta hãy mọi hành động, mọi lời nói, mọi việc làm của chúng ta hãy suy xét cho thật cẩn trọng, rằng điều chúng ta làm có ảnh hưởng tới thằng bé hay không, điều chúng ta làm có lợi gì cho thằng bé, điều chúng ta, những việc mà chúng ta làm có ảnh hưởng gì tới danh dự và uy tín của thằng bé hay không, để cho anti-fan có cơ hội chụp đó mà phản bác. Và cái người mà chịu đòn, đứng mũi chịu sào, cái người mà hứng chịu giông bão ở đây chính là thằng bé thanh niên này, người đứng kế anh Ngọc Sơn đây với nụ cười rất tươi. Cậu ấy đã trở lại sàn diễn và cậu ấy đã lấy lại được một phần nào sự tự tin. Cho nên là chúng ta đã nói là gia đình xanh chuối thì cũng phải làm cho cậu ấy tự tin từ trong ra ngoài, từ tinh thần đến thể xác, thì mới là thành công được trong cuộc sống. Mỗi chúng ta góp một tiếng nói, một hành động tốt thì sẽ giúp, sẽ trợ lực cho cậu ấy có hướng đi tốt hơn bên cạnh người thầy có tâm có tầm trong âm nhạc, đó là anh Ba Ngọc Sơn và những nghệ sĩ khác cùng yêu mến đồng hành với em ấy. Đó cả nhà, đó là quan điểm của Xuân Mỹ. Bây giờ thì một lần nữa Xuân Mỹ rất mong mọi người có một cái show diễn, có một chuyến xem show vui vẻ, mua đặt vé chung với FC thì được giảm 100.000 một vé. Ai mà không có liên lạc được với FC thì liên lạc với Xuân Mỹ để Xuân Mỹ kết nối nha. Nhất là những cô chú không có sử dụng Facebook, không có rành. Việc gì thì chúng ta hãy sắp xếp để có một cái chuyến đi vui vẻ hoàn hảo và một cái sự gặp gỡ thật sự là vui vẻ thoải mái, với một cái món ăn tinh thần là đêm diễn nhạc tình quê hương. Và chúng ta hãy chờ đón xem Ngọc Thảo và Cường sẽ là song ca bài gì. Chúng ta dự đoán, và trong lúc đó thì chúng ta hãy cùng tiếp tục nghe bài Về Dưới Mấy Nhà để cho nó đạt triệu view ha cả nhà. Rồi đó là những gì mà Xuân Mỹ muốn gửi qua video hôm nay. Xuân Mỹ muốn mọi người chúng ta hãy cùng nhìn về một hướng, đó là show 6 tháng 8 ở tại 62
Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, và hướng về cậu thanh niên rất cần tình yêu thương của chúng ta. Yêu thương thật, nói thật, làm thật, nghĩ thật, hành động đúng nha cả nhà, chứ không phải yêu thương bằng cửa miệng. Xin cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh của Xuân Mỹ, và nhớ là xem xong nhớ bấm like cho Xuân Mỹ nha cả nhà. Bấm like để tăng tương tác cho Xuân Mỹ và khán giả. Đó cả nhà. Và nhớ là kênh Xuân Mỹ Vlog không giấu ha. Rồi, ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà những video sau. Xin chào ạ.